Xin chào bạn, trên tay mình đây là chiếc điện thoại với cá nhân mình là mang đến cái trải nghiệm tổng thể gần như là hoàn hảo nhất trong phân khúc giá chính hãng từ 6 cho tới là 7 triệu đồng. Đó chính là chiếc Poco X3. Vậy tại sao mình lại đánh giá cao chiếc Poco X3 đến như vậy? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em nhanh về chiếc Poco X3, những điểm mà những tính năng mà gần như trong tầm giá này chỉ có Poco X3 làm được. Lần đầu tiên thì mình cảm ơn cửa hàng 7S đã cho mình mượn rất là nhanh chiếc Poco X3. Và nếu anh em nào mà quan tâm tới chiếc Poco X3 thì có thể ghé qua hệ thống 7S nha. Một trong những thứ mà rất là nhiều anh em quan tâm khi mà đi lựa chọn một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Poco của bên nhà Xiaomi, đó chính là về mặt cấu hình. Thì chiếc Poco X3 đang là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới được trang bị cái vi xử lý là Snapdragon 732G này. Và mình cũng có chấm luôn về cái điểm số Geekbench 5. Thì bạn thấy rằng là cái điểm số Geekbench 5 này thì cái điểm số đơn nhân á, nó sẽ khoảng tầm là 559 điểm. Còn về cái điểm số đa nhân thì khoảng tầm là 1700 điểm. Nói chung là nó cũng ở mức là rất tốt ở trong cái tầm giá của nó rồi. Ví dụ như là cái phiên bản tiêu chuẩn mình có ở đây, nó có RAM sẽ là 6GB và bộ nhớ trong 64GB á, đang được bán ở hệ thống 7S thì chỉ còn tầm là 5.890.000 sau khi trừ hết quà mà thôi. Còn với cái phiên bản cao nhất với RAM sẽ là 6GB và bộ nhớ trong lên tới 128GB, được bán độc quyền thông qua hệ thống Thế Giới Động, thì mức giá của nó mình thấy là cũng rất là thơm rồi. Và rất nhiều anh em thắc mắc rằng là liệu cái việc mà nó chạy một cái vi xử lý tầm trung, tuy nhiên cái màn hình của nó sở hữu cái tần số quét lên tới là 120Hz, thì liệu nó có giật lag hay không? Thì trong khoảng tầm là một ngày vừa qua khi mà mình sử dụng cái chiếc Poco X3 này này, thì mình thấy rằng là nó không hề có một cái hiện tượng giật lag gì các bạn ạ. Cái tần số quét 120Hz nó mang đến cái trải nghiệm nó rất là đã. Bởi vì hiện tại thì mình cũng đang sử dụng cái chiếc Oppo Find X2 Pro á, 120Hz thì nó đã cực kỳ rồi. Thì khi mà chuyển qua sử dụng cái chiếc Poco X3 như thế này thì mình thấy rằng là cái độ mượt của hai con á, về cái tần số quét á, gần như không gì khác biệt luôn, cực kỳ ngon các bạn ạ. Cho nên là các bạn cũng đừng lo lắng là 120Hz với một cái vi xử lý chỉ là Snapdragon 732G thì nó sẽ có cái hiện tượng là giật lag nha. Không, một ngày vừa qua mình sử dụng là không hề có cái hiện tượng giật lag luôn. Và cái chất lượng màn hình ở trên chiếc Poco X3 cũng là cái điểm mà mình đánh giá rất cao ở trên sản phẩm này. Mặc dù chỉ sử dụng cái tấm nền IPS LCD thôi, tuy nhiên về mức độ nổi khối này, về độ sáng màn hình thì ở thời điểm hiện tại mình thấy rằng là độ sáng màn hình của nó cũng ở mức là tương đối là ổn này. Và góc nhìn hay là màu sắc, mức độ nổi khối của các cái icon, các bạn thấy rằng là không có điểm gì có thể là chê được các bạn ạ. Quá là tuyệt vời hơn. Và cái mặt trước của chiếc Poco X3 thì sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực là Gorilla Glass 5 nha các bạn. Những thứ gần như là xịn sò nhất trong cái tầm giá từ 6 cho tới là 7 triệu đồng, mức giá niêm yết rồi. Các bạn thấy rằng là về cái vị trí của cái đục lỗ, về cái camera đục lỗ 20MP thì mình thấy rằng là nó sẽ còn nhỏ hơn so với là camera 16MP ở trên cái chiếc Realme 7 nữa. Realme 7 á, nó để ở lệch trái thì nhìn vào nó quá to các bạn ạ. Nhưng với chiếc Poco X3 thì nhìn vào nó rất là bé bé xinh xinh. Còn về viền màn hình thì mình thấy là nó cũng tương đối là ok. Mặc dù là cái viền màn hình nó không quá dày, tuy nhiên thì bên Poco cũng trang bị cho chúng ta hệ thống loa kép stereo. Và với cá nhân mình đánh giá thì đây cũng là một trong những cái sản phẩm có chất lượng âm thanh thuộc dạng là tốt ở trong cái tầm giá như thế này rồi. Không có điểm gì có thể là chê trách được. À quên mất, đó chính là cái màn hình này thì nó cũng hỗ trợ chúng ta hiển thị những cái nội dung đạt chuẩn là HDR10 nha bạn, bên cạnh cái tần số quét là 120Hz. Còn về thiết kế mặt sau thì đây là một trong những cái điểm mà gây rất là nhiều tranh cãi kể từ cái thời điểm mà chiếc Poco X3 này được ra mắt. Với cá nhân mình thì mình thấy rằng là nó cũng ở mấy mức khá ổn, nói chung là nó tương đối là dị á. Các bạn thấy là cái cụm camera này làm mình nhớ tới những cái bộ phim trưởng ngày xưa. Các bạn nhớ là mấy cái hang núi không ạ? Chúng ta thường có những cái phần khóa như thế này, chỉ cần là vận nội công và xoay xoay thì ngay lập tức cái cửa của cái hang động sẽ được mở ra. Thì đây, cái cụm camera nó cũng được thiết kế y hệt như vậy các bạn ạ. Và cái cụm camera này thì mình nhớ là trong những cái video leak á, thì mình cũng đã chia sẻ các bạn rồi. Và cái phần mặt lưng này thì ở ngay chính giữa thì chúng ta sẽ có những cái đường sọc sọc sọc. Và logo của Poco thì nó rất là to và đặt ở chính giữa như thế này, nhìn vào nó cũng khá là đẹp đấy chứ. Với cá nhân mình thì mình thấy là nó vừa đẹp và nó vừa dị. Và bên cạnh đó, ở trên cái cụm camera thì sẽ có thêm cái dòng chữ là 64MP AI Super Camera và Design by Poco. Nghe vào cái từ super là nghe xịn sò rồi đúng không? Và cái cụm này ngoài cái camera chính với độ phân giải là 64MP thì chúng ta sẽ có thêm một cái camera góc rộng với độ phân giải là 13 chấm này, một cái camera macro 20MP và một cái camera hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh với độ phân giải cũng chỉ dừng lại ở mức là 20MP mà thôi. Và nó cũng hỗ trợ quay video với độ phân giải tối đa sẽ là 4K với tốc độ khung hình là 30fps nha các bạn. Và cái mặt lưng của chiếc Poco X3 và phần viền bao quanh bên ngoài của cái sản phẩm này
thì nó đều được hoàn thiện bằng nhựa nha các bạn. Còn cái phần khung ở bên trong để đặt linh kiện á thì sẽ được hoàn thiện bằng kim loại. Và cảm biến vân tay thì chắc chắn rồi, sẽ được đặt ở cánh hông, tương tự như kiểu là ở trên cái chiếc Redmi Note 9S này hay là Redmi Note 9 Pro đang bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Ở phía cạnh dưới thì đây, chúng ta sẽ có thêm phần loa mic, rồi là cổng USB-C, và cuối cùng đó chính là thêm một cái dắt cắm tai nghe 3.5mm nữa. Còn về cái viên pin, chúng ta sẽ có viên pin lên tới là 5160mAh và đặc biệt là hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên tới 33W và được tặng kèm luôn adapter sạc nhanh bên trong hộp máy nha các bạn. Rất xịn sò luôn. Với cá nhân mình thì trong cái tầm giá như thế này, Poco X3 là một trong những lựa chọn quá là ấn tượng rồi. Ở những cái trải nghiệm ban đầu của mình là như vậy. Còn trải nghiệm kỹ như thế nào thì mình sẽ chia sẻ bạn ở trong những cái video đánh giá rồi là so sánh chi tiết với chiếc Realme 7 nha. À quên mất là với chiếc Poco X3 này, chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái chuẩn chống nước là IP53. Mặc dù thì nó cũng không phải là quá xịn sò, nhưng ở cái tầm giá sale rồi chỉ dưới 6 triệu thì với cá nhân mình như thế này đã là quá ngon và quá là tuyệt vời rồi. Chỉ có một cái vấn đề nữa nãy giờ quên chia sẻ với anh em, đó chính là về trọng lượng. Bởi vì viên pin của nó tương đối là lớn và với kích thước màn hình gần là 6.7 inch, cho nên là cái trọng lượng của sản phẩm này lên tới là 215 gram. Với các bạn nữ thì có thể là không thích lắm khi mà sử dụng cái chiếc Poco X3, nhưng với bạn nam mà tay to rồi là khoai cũng to luôn thì có lẽ là rất là yêu thích sử dụng chiếc Poco X3 như thế này. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video chia sẻ nhanh cho anh em về chiếc Poco X3. Các bạn suy nghĩ gì về sản phẩm này và liệu ở trong cái tầm giá sale rồi dưới 6 triệu đồng, các bạn có lựa chọn Poco X3 hay không? Và các bạn muốn bảo mình làm những clip gì liên quan tới chiếc máy này thì có thể là comment ở ngay phía dưới của video nha các bạn. Còn bây giờ, nếu có thấy video hữu ích, các bạn có thể để lại bật like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye bye.